chuyện mâu thuẫn tiền lương giữa chủ thầu và những người thợ xây dựng không phải quá xa lạ. Thế nhưng những câu chuyện liên quan đến tiền bạc này lại có thể trở thành nguyên nhân xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng. Mới đây tại Bình Dương, vợ của một chủ thầu xây dựng đã tử vong ngay sau khi nhóm thợ đến đòi tiền công, khiến ai cũng dùng mình kiếp sợ. Đêm ngày 16 tháng 12, một vụ án mạng đã xảy ra tại con hẻm nhỏ trên đường Cây Me thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, nạn nhân tử vong được xác định là bà NTH, sinh năm 1985, quê Sóc Trăng. Bà Hát là vợ của một chủ thầu xây dựng nhỏ, chuyên săn lấp mặt bằng. Thông tin ban đầu, tối ngày 16 tháng 12, một nhóm người kéo đến nhà chủ thầu xây dựng đòi tiền rồi xảy ra xô xát với chồng bà NTH. Khi vụ xô xát xảy ra, bà NTH chạy ra can ngăn và bị tấn công chúng. Nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường để công an thực hiện khám nghiệm điều tra, thu thập thông tin. Hiện nay, công an đang truy xét các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng. Được biết, vợ chồng chủ thầu xây dựng trên có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây, gia đình xảy ra nhiều biến cố. Khi những người liên quan đến nhà đề nghị trả tiền công, chủ thầu xây dựng phân trần chưa nhận được tiền từ chủ đầu tư. Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sổ sát trong mối quan hệ giữa chủ thầu và thợ xây không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn đặc biệt là mâu thuẫn về tiền bạc vụ việc này là bài học cho những người công nhân thợ xây dựng khi có mâu thuẫn về tiền lương cần giải quyết bằng cách lắng nghe thông cảm không nên để những bực tức nóng giận lấn át lý trí gây ra những vụ việc đáng tiếc